trong lành, hương sen thơm ngát tỏa khắp xóm ao làng. Ai không khen xóm ao làng của chúng mình đẹp thật đấy. À, Ích Xanh ơi. Gì? Hôm nay cụ Cóc đáng kính tổ chức liên hoan văn nghệ xóm ao làng, chúng mình tham gia nhé. Thank you.
với phần biểu diễn của các bạn nhái bé. Cụ tóc đáng kính, cá chê em ở
rất chi là vui vì thấy khu dân cư ao làng mình đoàn kết nó vui vẻ thân thiện với nhau như thế này khiến cho em trời, cụ sống lâu năm nhất ở cái ao làng này để cụ gáy cái đàn bầu cho chúng con nhảy múa hát ca. Và cũng như chị cháu chuộc đây chúng con cảm thấy vô cùng xúc cảm. Xúc thì phải động chứ. Xúc cảm. Xúc thì phải động, xúc động. Cảm thì mới xúc được. Ừ thì xúc động cảm được chưa. Khổ thật đấy, xúc cảm. Ừ thì được rồi, xúc động cảm. Thôi, tôi nhường chị đấy. Tôi chẳng cần chị nhường nhé. có bộ ngựa. Dạ. Tôi nhường cho cô nói đấy. Dạ, thưa cụ Cóc, thưa cư dân xóm Mau Làng. Sau đây, cháu xin giới thiệu một bạn nhỏ rất chăm ngoan, học giỏi, luôn giúp đỡ người khác. Và đặc biệt, bạn ấy còn biết sáng tác cả bài hát nữa cơ. Mà công nhận đấy, bạn ấy giỏi thật đấy ạ. Biết rồi. Giỏi đi. Rất cấm mình. Tôi biết cổi đằng nói đến nay rồi đấy. Thế chị có định để cho cô ấy mở cờ hay chị định mở cờ thay cô ấy thế hử? Ồ hay. Chị cứ nhảy vào mồm tôi thế nhỉ? Tôi nhảy bao giờ? À này. Gì? Đi ra đây tôi bảo. Đây, bảo gì? Đi ra đây. Đây. Chị bảo tôi mở cờ thay chị bọ ngựa. Thế mở cờ nó là cái gì đấy? Ôi trời ơi. Dạ nhờ ơi. Có thế thôi mà cũng không biết. Mở cờ nó là chữ mờ đi với chữ cờ ở trên TV mà người ta hay chiếu đấy. Các cô nghe tôi nói đây. Dạ. Mở cờ là MC, là người dẫn chương trình, hiểu chưa? Thế à? Thấy chưa? Là MC, thế mà bảo là mở cờ. Là mở cờ. Là MC. Mở cờ. MC. Mở cờ. Không cãi nhau nữa. Cháu có cãi đâu. Tại chị đấy. Tại cô ấy. Chị chứ còn ai. Tại cô chứ còn ai. Chị đấy. Cháu bỏ ngựa. Dạ. Dẫn tiếp chương trình đi cháu. Dạ vâng ạ. Và sau đây là một bài hát Cuộc sống tươi đẹp, sáng tác Ếch Xanh và do toàn bộ cư dân khu ao làng biểu diễn. Âm nhạc hãy nổi lên. Thiên thành, hoài dương ta.
trong xanh, trong xanh cành lá rung rinh. Sống quanh ta xanh tươi đủ biết công thừa. Lưu linh, lưu linh, người gió đưa hương. Đàm phương tung tăng bên hoa, mùa xa thiên cảnh. Ôi phương xa, vui biết bao nhiêu. Tây phỏ hoa la, vui lời tất tiếng ca vang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vâng ạ, à, nhanh lên mọi người ơi.
còn ai gặp nguy hiểm nữa rồi. Các con ơi, nhanh lên không muộn là mẹ rồi nào. Đi nào con, ra đây ngay. Mau lên, mẹ đi muộn rồi đấy. Mình còn phải vào lớp học nữa cơ. Mẹ là rất muốn ra của ba anh như thế. Sao đâu con ơi, bây giờ đi, vứt đi, vứt đi con. Không, nó không vứt. Sao? Cô giáo không dặn, không được vứt sách của bé. Trời ơi, chết rồi, đi thôi, đi thôi. Mẹ muộn rồi đây này. Ôi trời, thôi đi đi. Đi đi, ông cho mẹ đi. Đi đi, đi nhanh lên, muộn rồi. Xóm ao làng sẽ ra sao? Cụ ơi, thế bây giờ mình phải làm gì hả cụ? Cụ nói cho chúng cháu nghe đi ạ. Dạ vâng ạ. Để cụ tính xem nào. Cụ ốm rồi, cụ đi về nghỉ đi ạ. Cụ ơi, cụ không phải lo đâu, rồi mọi việc sẽ qua thôi cụ ạ. Anh Xanh nói đúng đi cụ ạ. Khổ thân cụ Cóc, lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người ở xóm ao làng. Bạc hết cả râu rồi. Ách Xanh ơi! Ơi! Bây giờ chúng mình phải làm thế nào hả Ách Xanh? Chỉ còn một cách nhặt rác thôi. Nhặt rác? Ừ! Nhảy Hoa ơi! Chúng mình đi nhặt rác đi! Đúng rồi! Tớ sẽ nhặt rác ở chân bò, còn cậu nhặt rác ở dưới ao nhá! Được rồi! Chúng mình cùng nhặt rác nào. Ôi, ở đây lắm vỏ rác quá. Ê, anh Xanh ơi, ở bên kia nhiều rác lắm, để tớ sang bên đấy nhá. Cậu đi đi. Ê, sao hôm nay lại nhiều rác thế này? Thank you.
làm gì thế? Cô ai? Buồn cười lắm nhá. Sao? Cái biển này có ghi không vứt rác bừa bãi. Thế mà người ta lại vứt đi. Cô ơi, may quá, mình đang cần thì có người lại mang bỏ đi. Anh Danh bảo cháu nhặt về cắm xuống heo nhà mình. Có được không hả cô? Tốt quá. Cô ơi, hôm nay ao nhà mình chỉ có một túi rác thôi. Nhảy ơi, đó là công sức của hai cháu đấy. Dạ, không có gì đâu cô ạ. Nhảy Hoa ơi, bây giờ nhá, mình đi xuống ao, sau đấy cậu khai chuyển cái biển này xuống cho tớ nhá. Được rồi. Ừ, nào đi. Các cháu cẩn thận nhá. Nào. Hai cháu giỏi quá. Cháu chào cô ạ. Cảm ơn hai cháu. Có cái biển này chắc là từ nay không ai còn ném rác xuống đây nữa, phải không hai cháu? Dạ vâng ạ. Nào hai cháu, dạ, ta về thôi. Dạ vâng ạ. Cháu chào cô. Cái gì thế này? Nhiều rác thế này, đã mấy ngày nay ngày nào cũng nhặt và vớt bao nhiêu là rác, thế mà vẫn không hết. Mình cứ nhặt xong người ta lại vứt xuống. Ôi Xanh ơi, sao tớ lo cho cuộc sống của cư dân xóm ao làng mình đấy, mọi người sẽ ốm hết mất thôi. Chính vì lo cho mọi người nên chúng mình cố gắng thôi Nhảy Hoa ơi. Nào, chúng mình đi nhặt rác đi Nhảy Hoa đi. Đúng rồi, chúng mình phải cố gắng. Ừ, đúng rồi, chúng mình đi nhặt rác thôi. Là cái gì? Môi trường là đất,
là không khí, là nước, là mọi thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chưa. Mới chiều ở đây đang trong xanh và sạch đẹp, tại sao lại xuất hiện một kẻ bẩn thỉu và hôi hám như nhà ngươi? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta sinh ra từ các loại chất thải, từ các nguồn ô nhiễm. Ta hòa tan trong nước, hòa tan trong không khí, ta len lỏi trong cuộc sống của các ngươi. Đấy. Im đi. Đồ rác rưởi. Đồ rác rưởi. Đây không phải là chỗ của ngươi. Đây không phải là chỗ của mày. Ngươi hãy đi đi. À cô xỉu. Ngươi hãy đi. Được. Ta sẽ sống cùng các ngươi bắt đầu từ ngày hôm nay. Cùng vào chợ nơi quỷ già, đây là ta. Thinh nghề ngập trong nước ô nhiễm với bụi đen, những kia những khối nhà cao đang đổ nát. Xuân Hải ơi, cô Cáp ơi, tự dưng cháu thấy ngứa quá, ngứa quá. Chẳng mời có và thì ra cũng ngập ao, kia là những tiếng khóc than khắp nơi. Chết rồi. Cô không hiểu sao cháu đau bụng quá. Ôi cháu đau bụng quá. Ôi cháu đau quá. Ôi những khối nhà cao đang đổ nát, nước dưới ao càng cũng chẳng bơi, có bạn thì ra cũng ngập ao, kể là những tiếng khóc than khắp cuộc ao. Đuổi được tất cả bọn chúng đi rồi. Giờ đây ở cái ao làng này chỉ có mình ta, và ta sẽ tận hưởng một cuộc sống thật là thoải mái, chẳng khoai qua này.
Hello, mày. Ê, chào cô Cóc. Mẹ mày, bà là chê. Chê ạ. Chào em khen. Khen chê cái gì? Bà là cá chê. Cá chê à? Xem mới dung nhan tí. Úi giời, sụp cái nói ai mà biết vậy. Úi giời. Mày không đánh răng hay sao? Giác thì làm sao phải đánh răng? Úi giời, giật hết cả mình. Rác, mà cũng biết giật mình. Nữa gì? Hôi quá, xì ta ra. Hôi, hôi là mùi đặc trưng của hãng nước hoa nổi tiếng chúng ta đó. Hãng gì? Rác. Rish. Này, bà nói cho mày nghe đồ rác rưởi. Mày không có việc gì hay sao mà mày đến đây quấy rối khu dân cư ao làng của chúng ta? Hả? Quấy rối cuộc sống khu dân cư xóm ao làng và gây ô nhiễm môi trường là việc làm ưa thích của tao. Vô lý. Người nói hay chửa. Hay chửa là cái gì? Là nói hay chưa. Hay chưa? Thế sao không nói là hay chưa mà cứ ngang mẹ tao. Hay chửa. Đúng là cái đồ ngu. Bà đây mà. Này, đâu rồi? Úi trời, biến mất à? Này, ta nói cho mà biết, dân cư xóm ao làng sẽ mắc bệnh hàng loạt. Vô lý. Chúng ta đang sống khỏe mạnh, mọi người đang vui chơi thì làm sao mà mắc bệnh được? Vô lý. Vô lý quá. Ngươi không tin à? Ta không tin. Đồ rác rưởi. Xúc phạm à? Đồ rác rưởi à? Vậy thì đồ rác rưởi ta sẽ mang tất cả các loại bệnh tật đến cho dân cư xóm ao làng. Khi đấy tất cả các người, tất cả các người sẽ phải chết chứ gì. Đúng. Nói láo. Láo. Ok. Ok. Chào. Chào. Bà có võ đấy. Ôi trời. Biết rồi. Rồi mày sẽ biết tay bà. Tạm biệt mày. Được. Ê, sẽ có ngày gặp lại nhé. Chê già này. Được hết cho mình. Giác đâu? Giác đâu? Vài cái đến đông vui ngay. Ôi yêu thế nhỉ. Yêu này. Chương này. Chương. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ làm lên chuyện đấy. Lên chuyện đấy. Chợt nhớ quê ngày xưa.
cháu cứ lao động vất vả như thế này thì ốm mất thôi. Chúng cháu, chúng cháu làm quen rồi cô ạ. À, làm mấy ngày liền rồi mà có hết rác được đâu. Cuộc sống đầu năm nhất ở cái ao làng này, nhưng chưa bao giờ cụ thấy nó khốn khổ đến như vậy. Cụ ơi, còn đâu dòng nước trong xanh, còn đâu không khí trong lành ngày xưa hả cụ? Cháu tiếc, cháu tiếc lắm cụ ạ. À, cháu cũng tiếc lắm cụ ạ. À, cụ cũng tiếc lắm, tiếc cái ao làng thân yêu của chúng ta. Đâu rồi mặt nước trong xanh, đâu rồi không khí trong lành ngày xưa. Quỷ giác nó lại đến đấy. Các cháu ơi, chúng ta tạm lánh đi. Vâng ạ, vâng ạ. Đi đi các cháu. Đấy, cây cối lại úa vàng, mặt nước phải đen tối, không khí ngột ngạt, đó mới là môi trường sống ưa thích của quỷ giác. Ồ, bây giờ là đến giờ đi hưởng thụ chấm mình trong dòng nước cống rồi. Đi chấm mình trong dòng nước cống, đi chấm mình trong dòng nước cống. Nước cống ơi nè, nước cống ơi, nước cống ơi. Bà cứ bỏ tay tôi ra không? Úi giời ơi, ngã đầu quá. Bà ơi, gì? Bà đỡ tôi cái. Kệ xác không? Ừ, kệ xác à? Kệ xác thì ông đi. Này. Ông đi đâu? Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi. Chứ sống ở đây ô nhiễm thế này thì tôi hỏi bà sống làm sao được hả? Ôi, sao không thể được? Đã ô nhiễm thì ở đâu mà chẳng ô nhiễm hả? Về. Tôi không về. Trời ơi, không về thì đi đâu? Này, tôi không về đây. Trời ơi, về ngay về. Trời ơi, đi đâu kìa? Trời ơi, chân tay lẻo khéo lẻo khéo mà leo lên đấy làm gì hả? Xuống. Chà. Trèo lên cây thật là dễ thở và thoải mái. Này. Gì? Tôi nói với bà biết nhé, từ giờ phút này ấy, tôi ấy, xe lên cây tôi sống với bà. Trời ơi, ôi trời cao đất dày ơi, có đời thuở nhà ai mà cháu chuộc lại leo tít lên trên cây sống như thế kia không hả rồi? Kệ tôi. Này, cây gì? Cháu chuộc mà leo lên trên cây như thế thì người ta sẽ cho vào nhà hàng để lên đĩa thôi. Ôi giời ơi, thế là cháo chuộc om măng à? Ừ, một món ngon đấy. Ừ, vậy mình ơi mình lại đây. Ừ, lại đây đỡ tôi xuống. Ừ, đỡ tôi xuống đây, xuống đây, xuống đi, tôi xuống nhá. Đỡ tôi cẩn thận. Đây. Ai không được. Làm sao mà không được? Tôi nghĩ lại rồi. Tôi ấy, tôi quyết định tôi sẽ lên cây ấy, tôi sống tiếp đấy. Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây? À, chỉ có cụ Cốc mới có thể cứu được mình thôi. Cụ Cốc ơi, cụ cứu cháu với, cụ Cốc ơi. Đàn gái rượu của bố ơi. Dạ. Đứa nào
bảo ấy muốn sống ở trên cây thì lên đây với bố. Bố ơi, sống ở dưới nước ô nhiễm lắm bố ạ. Thế hả? Bố, con ở dưới nước ô nhiễm, con khó thở lắm bố ạ. Bố ơi, con bị đau mắt thế này. Tránh ra. Bố ơi, hôm qua con bị đau bụng, xong con còn tè chầm luôn. Thế thì lên đây sống với bố nhá. Đi về đi. Trời ơi, đi về. Thế đi về đâu mẹ? Con ơi, lên đây với bố. Đứa nào đau mắt về mẹ có thuốc nhỏ, còn đứa nào ngứa về mẹ bôi thuốc cho. Về, về ngay về. Chúng cháu chào bố các bà. Ừ, các cháu hãy nghe lời mẹ đi. Dạ mẹ. Mẹ ơi, cụ công ơi, cụ cứu cháu với à. Chồng cháu nó bỏ vợ bỏ con, nó leo tít lên trên cây nó sống rồi cụ ơi. Dạ thưa cụ, cháu nói ra đấy, cụ hết sức phải thông cảm cho cháu. Chứ sống ở dưới nước ngứa lắm cụ ạ. Cụ ơi, cháu ấy, cháu đang mải ôm cây, nếu không ấy, cháu gãi cho cụ xem. Đi, cụ thấy chưa, đây này, ngứa nó cứ sồn sọt cả lên đấy cụ ạ. Tôi không im đi. Ngứa cũng phải xuống. Nhưng mà cháu lại còn ho và khó thở nữa à. Khó thở cũng xuống. Nhưng không nhưng gì hết. Tôi bảo anh xuống, anh có xuống không? Cô bảo xuống thì xuống đi. Dạ, cháu xuống ạ. Ừ. Trời ơi, xuống lên. Chào mình. Mình đi về ngay. Bà này, sao dám mất cụ cốc hả? Tôi cứ thấy tại ông không về đấy. Thôi, bây giờ không phải cãi nhau, mà là lúc chúng ta phải bình tĩnh tìm cách tháo gỡ. Cứu cháu ơi, chuyện gì thế này? Cô ơi, cô thấy chưa? Mấy em cá xinh đẹp này còn không sống được ở dưới nước, hướng chi là cháu. Mấy em ơi, mấy em nghe anh nói này, lên cây ấy sống với anh ấy dễ thở lắm. Chọn các anh mà sống được ở trên cạn, chứ loài cá chúng tôi mà không có nước thì sống làm sao nổi à. Cụ ơi, có cứu chúng cháu với. Cứu chúng cháu với. Nguy cấp. Khó thở lắm ấy. Nguy cấp rồi. Cô cháu chuộc. Dạ. Cô báo ngay cho cư dân xóm Ao Làng họp gấp. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, ông về để cho tôi còn đi báo. Nhanh lên. Chuộc. Tất cả nghe tôi nói. Tình hình nguy cấp, nước đã chuyển màu rồi. Chính vì thế mà chúng ta phải họp để tìm cách cải thiện môi trường sống của chúng ta. Ai có ý kiến gì không? Ồ hay, sao tất cả lại đeo khẩu trang thì nói làm sao được? Thưa cụ, loài người đang có dịch Covid-19, nghe nói là nguy hiểm lắm cụ ạ. Dạ. Anh sao lại đứng đấy cụ ạ? Chị Thế, chị bỏ ngay cái khẩu trang ra mà nói. Thưa cụ, tất cả chúng con phải đeo khẩu trang vì cái con rau rút nó lây qua cái đường mồm. Sao lại cười?
không phải rau rút mà nó là con virus. Ô, thế hiểu à? Chưa? Vâng. À, mà như thế là nó lây qua đường hô hấp rồi. Cụ ơi, cụ ơi, cụ ơi. Sao? À, cháu đã hấp xôi cho cả làng rồi cụ à. Không phải là xôi hấp mà là lây qua đường hô hấp. Quý là chị hấp ấy. Gớm, chị tỉnh nghe. Có lẽ là chúng ta phải hỏi cụ rời xem nguyên do nó ra làm sao. Ôi cụ cậu ơi, để cháu ngồi lên cái mặt nước ấy cho hỏi cái ông rời. Ôi trời xịn kìa. Đúng, kệ tôi. Mình nghĩ. Ừ, đúng rồi. Cứ để cho cụ lo. Cứ để cụ lo. Để cụ gọi cho. Cụ ơi, cụ gọi đi cụ ơi. Cụ gọi đi à. Cụ rồi. Trời,
ẩn khuất vào mây. Ta đây cũng bị ho nên phải đeo khẩu trang. Ở dưới hạ dưới, con người chặt cây phá rừng, xả rác thải bừa bãi không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường, từ đó gây nên thiên tai và dịch bệnh. Không có cách nào khác, con người và muôn loài hãy tự bảo vệ lấy mình bằng cách phải bảo vệ môi trường, bảo vệ bản thân và cộng đồng. Ta cảnh báo cho các ngươi, nếu không sẽ có ngày gặp tai họa. Khói bụi, khói bụi quá. Ta về rời đây. Mọi người đã già nhất cả rồi đấy. Lỗi không phải tại chúng ta, mà là tại con người. Tại cả con người, tại con người đấy. Cụ ơi, thế bây giờ chúng ta phải tính xem là làm cái gì đấy chứ ạ? Thì chắc là ta chắc về nhà. Về nhà thôi, về nhà thôi, về nhà thôi, về nhà thôi. Úi trời. Dân cư xóm ao làng hôm nay đông vui quá nhỉ. Đây là cái ao làng thân yêu của chúng ta, không phải là chỗ của nhà ngươi. Chỗ này là chỗ của ta. Chỗ của nhà ngươi là chỗ rác thải. Ngươi hãy đi đi. Các ngươi dám đuổi ta. Quỷ giác ta mới là người sẽ đuổi các ngươi. Chúng mày vào việc. Đấy, chỉ có quỷ giác ta mới là bá chủ nơi này. Quỷ giác. Yes, sir. Họ đã nhấn độc. Tự dịch đi. Dạ, thưa ngài, bọn họ đã bị ho suốt mấy ngày hôm nay. Tức ngực, hắt hơi, khó thở và héo như tàu lá khoai rồi. Gì đây? Có nghĩa là dân cư xóm màu làng bị đau đầu. Panadol. Bị đau bụng. Đúng rồi, đau bụng là uống bác bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi. Thế bị cảm cúm. Bị nói tiếng như tiếng Anh, diphtheria. Bây giờ em ơi, các em, chúng mày nhảy múa cho anh. Hey!
mày dám mày nhổ tóc tao à? Thế vào đấy. Cứu trời quá trời ơi. Cứu, cứu, cứu đại ca. Để anh, để anh. Vào đây. Yeah. Yeah. Nghe xem đây. Mày chứ. Quá sợ. Anh. Mày đã tao à? Bắt được mày đi rồi. Bỏ tao ra. Từ từ. Anh cầm tay đi cho vui. Buông tao ra. Mày đánh tao à? Buông tao ra. Bắt tao à? Này đi. Bỏ tao ra. Nhổ tóc này. Bỏ ra. Ôi trời ơi. Anh Tây ơi, cậu không đánh lại hắn đâu. Hãy đi về đi. Nhái hôi, nói về ngay đi. Mà tôi đây nguy hiểm lắm. Nhanh lên. Đồ, đồ độc ác. Tên quỷ giác kia. Tại sao người lại hãm hại dân cư sống ao làng của chúng ta? Còn đánh cả ách xanh nữa. Thế này nó làm tao làm một đống. Người, người hãy cút đi. Nhái hôi, nhìn ngay đi. Nói về nhà đi. Nào, đứng lên, để tớ đưa cậu về nhà nào. Nhanh nhanh. Cậu phải hứa với tớ là không quay trở lại đây nữa. Được rồi. Cậu về nào. Quỷ giác. Cái gì? Ta sẽ còn quay trở lại. Được. Ta sẽ chờ ngươi ở đây. Các ngươi định hại ta, quỷ giác ta, quỷ giác ta ấy. Ôi giời, quỷ giác ta không chết được đâu. Xóm ao làng ngày trước với bầu trời cao, vùng làn nước trong xanh, nhớ nhớ quá. Nước trong xanh, trong xanh, cành lá rung rinh, cuộc sống quanh ta xanh tươi, đều biết đung đưa. Trong nắng xa, ao nước trong veo, cây cỏ hoa lá muôn loài ca hát vui.
trong xanh, cành lá rung rinh. Cuộc sống quanh ta xanh tươi, phù biếc đung đưa trong nắng sáng. Sẽ không là mơ nếu chúng ta biết bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta để phòng tránh thiên tai và dịch bệnh. Các bạn ơi, mỗi chúng ta hãy góp một việc nhỏ để bảo vệ môi trường. Ấy sành chắc chắn rằng thiên nhiên sẽ dành tặng cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Xanh cành lá rung rinh, cuộc sống quanh ta xanh tươi, phù biếc đung đưa trong nắng sáng. Áo nữa trong veo, cây cỏ hoa lá muôn loài ca hát vui chơi. Cảnh sắc lung linh, lung linh gió đưa hương. Trong xanh cành lá rung rinh, cuộc sống quanh ta xanh tươi, phù biếc đung đưa.